Alamaz. Vâng, sang Min. Sang bên kia và Minoan bên mình. Bên kia đẹp hơn rất nhiều. Trận này có cửa về lớp lên đời khỏe mắc binh, đánh một lờ chuyển cung A luôn. Đấy là lý thuyết là như vậy. Thì còn có cửa trước Sang. Cố gắng lên nào. Hit con nhà người ta thì vâng giàu. Vâng hit thì con nhà mình lại nghèo. Rất khê. Rồi, cố gắng lên thôi. Hy vọng là bài Min Oan được. Bốn voi như Min Oan đủ đồ để chơi. Thẳng cung rồi. Sang bên kia chị bơi mới đánh gì đây, không biết ông Sang đánh gì. Sang đánh cung cái bài này là mới để bên lớp lên khỏe đấy, ăn được bãi vàng, ăn bãi hiêu ở vàng luôn. 27 nông dân vẫn sẽ lên sớm bài này cho lớp. Và vấn đề bên kia là Sang. Bên kia còn dâng à? Báo về lại còn ông trời dâng lờ, dâng nga gì nữa cơ. Cười luôn rồi. BM và BA. Mình cũng lên sớm đấy, 27 dân min S thế này là quá tốt rồi.
tạm thời thì vẫn chưa mất gì. Tạm thời vẫn chưa mất gì. Sớm cũng à thì về lớp. Thôi, có lẽ là bò hết vào đi, bãi vàng bên ngoài. Và bắt đầu đến nơi. Tôi đã có chết giò rồi. Ôi, thế này tỷ số là 1-2. Khề quá, không đánh được. Quân này không đánh được. Bài mình bài đẹp nhưng mà bên họ vẫn lại có sen. Bài mình bài đẹp nhưng mà họ là sen, không sao. Đến với trận đấu tiếp theo 1-2 rồi. Hoài quá nhỉ.